Ok, chào mừng anh em quay trở lại với Tâm Vlog. Mình vừa mới đi đuổi con ngói về, nó xuống bàn rồi, ông ấy úp xịt. Đây. Đấy, nó bay qua nhưng mà nó ngược lên cây kia, thế nên mình vòng mới đuổi. Đuổi cho anh ấy úp nhưng mà nó xuống mẹ lên nơi úp xịt. Úp xịt anh em. Tí nữa sau đoạn này mình quay lại ghi lại đoạn đấy cho anh em xem nhá. Xịt mới thích xem. Đúng không? Anh mua lưới rồi à? Vừa hôm trước nói đúng không? Thế là mang ra bàn đằng trước để à? Thả ra phát chó đớp mất ngay. Cái đấy cả nó mùa hè quấn đây. Ờ. Đậu hẳn trong bàn cho anh. Máy nhìn rõ xem như nào. Đây còn chưa nhìn. chưa nhìn thấy. Đây chưa nhìn rõ. Lấy mình đang chạy anh em ạ. Mình đi vòng lên cây mình đuổi cho anh ấy úp. Ông ấy ở dưới này không biết giật kiểu gì. Bây giờ nghe ông tả lại phát xem nó kiểu gì trong một tí anh em xem lại. Mà không biết nó chui ra ở rách chỗ lưới rách này với chỗ giao nhau ấy. Thế là chưa đậu xuống đất đâu gì. Chưa. Một con để mình xuống đất. Tôi nghĩ là cái con chim ăn gần sáng thì nó lừa lừa mãi. Cao thấp nó úp đi. Ê, ngồi cả buổi chiều anh em ạ. Trời nắng, kia cả cây cắm để che nắng kia cả. Đấy. Sáng không được phục thù không? Cây chiều đi. Dạ. Có mấy con nhưng nó bay xa. Bay phía xa xa đằng này này. Đấy, nó bay qua đằng sau cái lùm cây này tung nhưng mà nó không nhìn thấy gì. Đấy, có một con ăn thì đi đuổi xuống để đánh thì nó lại ra mất. Không biết là lưới thủng hay là như nào, thì tí mình về mình mới xem lại được. Máy quay mình đặt ở góc kia nhưng mà tí mới về mới xem lại được.
lượt. Mẹ. Sao nó lại chui ra được không biết. Đây sao lại ra được cái néo nào? Hấp lắm rồi không ạ? Vừa xong một con vừa xong. À đây à. Xem nó tại sao. Xem nó. Rồi, tối rồi anh em ạ. Mày chim rồi. Mình ra nhấc cái máy vào xem cảnh rẫy xem nó ra kiểu gì. Đây, ngụy trang này anh em ạ. Qua mất rồi. Đây rồi, đây. Đâu, nó đâu. Làm xuống nơi chưa? Chui giữa. Chui mẹ giữa. Chui giữa. Chưa xuống đến. Chưa đến ngang ngang bắt đầu nhờ. Một đoạn bắt đầu xuống. Chưa xuống đến nơi. Từ lại thôi nè. Chui ra ở giữa. Rút rút xịt. Không phải thủng anh ạ. Không phải lưới thủng. Vẫn ra được mà. Thế là nó chui ra ở giữa anh em ạ. Đấy. Xuống rồi nhưng mà chưa xuống sát đất. Chui ra ở giữa. Rồi ok. Mình chấm dứt video ở đây nha. Cảm ơn tất cả anh em.